Anh nhớ rồi. Ủa, nhưng mà chú nói cái ý đâu phải là như con nghĩ đâu. Con sợ á, chú Nguyên với lại mẹ cưới nhau có em bé, con sẽ bị ra rìa, con không có được thương nữa, con không có được đồ ăn ngon, anh Nguyên sẽ không nhường nhịn con nữa. Con làm đúng mà. Trời ơi là trời. Thôi, mẹ thương. Đã vậy á, chú còn nói chú sẽ dành hết tình thương cho em bé nữa. Trời đất ơi, chú hiểu rồi. Trời ơi, nguyên văn câu nói của chú là như vậy nè. Nếu như mẹ Linh có em bé, chú sẽ dành hết tất cả tình thương cho con của chúng ta. Thì con của chúng ta ở đây á, là ý chú nói có chị Phương nè, có anh Winner nè, có cả con và có cả em bé nữa. Con hiểu chưa? Ừ, đúng rồi. Tức là bây giờ nếu mẹ có thêm em bé hay không có em bé đi chăng nữa thì Candy vẫn là út cưng của mẹ. Mẹ vẫn thương Candy nhất nha. Tôi cũng cưng con gái của mẹ, đừng khóc nữa. Mẹ thương con nhất nha. Rồi bây giờ mẹ có một món quà cho Candy nè. Yeah, có quà. Có quà. Món quà này hết sức là dễ thương, đáng yêu. Đó là bây giờ con phải dọn hết cái chỗ này cho mẹ. Lấy ở đâu thì bỏ vô ở đó. Được mẹ. Chưa? Dọn một mình không cầu cứu sự giúp đỡ của anh Winner. Lấy ở đâu bỏ lại đúng chỗ ở đó. Được chưa? Mẹ sao lại là con? Con có làm không? Không làm mày kiện con ra tòa. Lê leo, đáng đời lê leo. Việc thi này, sắp tới là mình sẽ thi đại học rồi đấy. Bà có dự kiến là mình sẽ thi vào ngành nào chưa? Tôi thì cũng có suy nghĩ, nhưng mà chắc là chưa. Còn ông sao? Thì bà thấy rồi đấy, tôi là cái gì cũng thích, mà chả chọn được cho mình ngành gì cả. Theo như tôi được biết á, nếu như mà muốn chọn nghề là ông phải coi sở thích của ông là gì trước đã. Sau đó ông mới coi là cái nghề nào mà nó kiểu phù hợp với sở thích của ông á. Xong rồi ông mới chọn cái nghề đó. Cái đó người ta gọi là đam mê. Đam mê hả? Ừ. Vậy bà đã có đam mê gì chưa? Thì cũng như tôi nói với ông rồi đó, tôi chưa. Nói mãi rồi, không trả là không trả. Máu thịt người ta bao nhiêu năm, khi không đòi thế nào? Cúp máy đi. Chứ mượn cái menu đi chú Dượng ơi. Thịt chú muốn uống cái gì chú? Ở đây có soda chanh, cà phê sữa đá, trà sữa nhà làm, ngon tuyệt vời. Chú không cưỡng nổi luôn á chú. Trời ơi, mấy bông nay giỏi ta, biết phụ giúp chú Dượng nữa. Cái mặt này thấy ghét quá à. Để từ từ cho chú suy nghĩ coi chú biết uống cái gì nha. Dạ. Mẹ bông, rồi ngồi đây chơi ngoan nha. Dạ. Để bác làm việc nha. Này, tiền trong quán của hai đứa này. Cảm ơn chú. Ý, hôm nay mới để ý. Thấy chú Dượng á, với lại bé Bông giống nhau như đúc luôn. Y như là hai ba con vậy đó. Nói năng linh tinh nhá. Tôi biết nhá, cậu này á là chùm hóng hớt, là vua buôn chuyện ở cái khu phố này. Hiểu lựa cái mồm á. Trời ơi, em nói chuyện nha, giỡn chút xíu cho vui thôi mà, làm gì căng như vậy. Mà em hỏi thiệt nha, bộ bé Bông á, nó là con rơi của anh đúng không? Bởi vì anh giấu, nó không cho mọi người biết. Nó chưa gì hết nè, cái này tôi kêu là có tật giật mình. Mới gì nói thôi là anh làm căng lên liền. Im mồm. Uống trà sữa thì order. Nhiều chuyện thì biết. Bé Bông, vào đây với ba. À, vào đây với ba. Hai đứa. Thấy không? Chắc chắn là hai người này là có vấn đề. Có tật giật mình, chưa gì hết là làm căng lên vậy đó. Ui. Này, bà ơi, vừa nghe thấy gì không? Tôi nghe rõ ràng nha. Bé Bông đi với ba, xong lại thôi đi với bác. Trời ơi, cái này là có biến căng chắc rồi. Hai người này ấy, là có một mối quan hệ mập mờ chúng ta chưa biết rõ. Quên à, tôi đã biết đam mê của tôi với ông là gì rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ê, bà thấy gì không? Trời ơi, bộ bị đuôi sao mà không thấy? Không thấy tôi có ống nhòm hả? Ờ, coi. Nè. Ok. Đọc, nhanh. Từ.
Viết vào. Rồi. Chi tiết thứ nhất. Giống từ cái nón cho đến dáng đi. Đồng nón đồng dáng. Chuẩn. Hay đấy. Rồi tiếp đi, ông đừng có dừng lại. Từ từ tôi phải xem xét có cái gì nữa chứ. Nghe nói kìa. Ba ơi, con muốn ăn gà rán. Ôi giời, tưởng gì gà rán chứ. Khủng long rán ba cũng mua cho con gái của ba được. Chỉ cần nhớ lời ba dạy. Khi mà không có người xung quanh thì gọi là ba. Khi nào mà có người thì gọi là bác vượng. Nhớ nha, con gái. Dạ, thưa ba. Ôi dồi, nghe cái tiếng ba đó, mát lòng, mát dạ. Phải không cháu yêu? À, con yêu. Dạ. Có chi tiết 2 rồi. Sao? Chi tiết 2. Chiều con quá mức. Đúng, chính xác. Cơ. Thôi rồi, chi tiết thứ 3. Tôi chắc chắn với bà luôn. Chú Vượng là ba của bé Bông. Không, chi tiết thứ 3 tôi chắc chắn với ông. Bé Bông là con của chú Vượng. Tào lao. Thì cũng là vậy mà. Ôi, hôm nay trời đẹp quá phải không bé Bông? Dạ. Ôi giời, này lại còn mũ đôi nữa. Bé Bông hôm nay vui không? Dạ vui. Đảm bảo với ông, đây sẽ là một tin nóng hổi. Có khi á, sau vụ này tôi với ông á làm thám tử của khu này luôn á. Trời, cái bà này nhiều đó thông tin cho bà chưa đủ hay sao mà tự nhiên bà cứ phải đào sâu vào đời tư của chú Vượng làm gì? Trời ơi, chứ bộ không nhớ hôm bữa cái ngày mà chú Vượng dắt bé Bông về đó. Đây nè, anh nói anh rành về gia đình rồi rành về con nít đó. Đây nè, đúng đối tượng luôn rồi đó. Có gì đâu. Để Bông nha, để Bông là ở với bác Vượng là vui. Bông sẽ ở với bác 10 ngày cho bố mẹ đi công tác chuyện vặt. 10 ngày thôi nha con. Người ta nói chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu nè. Yên tâm, ở nhà đâu khắc coi đó. Để Bông sẽ có 10 ngày tuyệt vời. Dạ. Cứ để bé Bông ở đây để xem rồi thằng cha này nó còn nói được gì tôi không? Rồi đó, cậu cứ chờ xem. Nào, bé Bông của bác ngủ ngon nha. Mấy hôm nữa mẹ về rồi, ngủ ngoan nha. Good night. Con không chịu đâu. Ok, đêm hôm rồi sao không đi ngủ còn quấy gì nữa? Tại vì á, mỗi tối con phải nghe mẹ kể chuyện cậu thích con mới ngủ được. Bác sẽ kể cho con một câu chuyện tuyệt vời. Câu chuyện có tên là Những Người Khốn Khổ. Đây là một cuốn sách mà ngày xưa lúc bằng tuổi con bác rất thích. Đây là một tác phẩm kinh điển của một đại văn hài người Pháp. Bác đền bác phụ, bác đền bác phụ. Con kêu bác cột tóc mà bác cột tóc xấu quá cả. Trời ơi. Gái ơi, thông cảm cho bác Vượng đi con. Bác Vượng kể chuyện gì mà sai biết cả. Câu chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ của người ta là bà ngoại chứ không phải bà nội. Trời ơi. Ở nhà cô có chuyện cổ tích không vậy? Cô đưa cho bác Vượng đọc đi cô. Chứ không bác Vượng kể sai bét nữa là con thức sáng đêm luôn á. Trời ơi. Vậy à, tôi phát hiện ra được một sự thật kinh hoàng. Sự thật gì? Ông chờ đi, sẽ rõ thôi. Nè, anh đi đâu đó? Anh đứng lại đó cho tôi. Mình phải giải quyết rõ ràng chuyện này mới được. Rõ là rõ thế nào? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Nó là tình yêu của tôi, là máu mủ của tôi. Suốt 7 năm qua tôi đã ở với nó rồi. Bao nhiêu là yêu thương, bây giờ cô đến đòi thế nào? Anh đừng có mắc cười như vậy có được không? Tôi nói cho anh biết, anh chẳng qua chỉ là người chăm sóc cho nó thôi. Còn thật sự, nó mới là của tôi. Tôi nói với cô nhé, đừng hỏng những chuyện này tôi nhường cô. Không bao giờ có chuyện đó. Để từng ngày tiếng à ơi, bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây